Chào bạn, Hoàng Nguyên đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài yoga đốt mỡ vòng eo sẽ giúp cho các bạn sở hữu một vòng eo săn chắc và thon gọn. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải thảm ra và bắt đầu luyện tập nào. Let's go! Chúng ta cùng chào nhau. Namaste. Giờ từ đây chúng ta đưa hai lòng bàn chân áp chạm vào nhau, tư thế cánh bướm. Và chúng ta sẽ khởi động cho đôi chân của mình. Giữ thẳng lưng và dùng chân lên xuống nhịp nhàng. Thả lỏng vai của bạn xuống. Tiếp tục mình đưa hai chân duỗi thẳng về phía trước và thả lỏng cho hai chân. Hai tay của mình đan vào nhau và xoay cổ tay. Xoay ngược lại. Tiếp tục mình vung hai tay sang hai bên. Rồi bây giờ trở về tư thế cái bàn nào. Co hai chân về sau, chống hai tay về trước. Tư thế cái bàn. Hai tay của mình mở rộng bằng vai, hai chân mở rộng bằng hông. Hít sâu, võng lưng, để ngực vươn cằm lên. Để cho vai cách xa tai của bạn. Thở ra, cuộn tròn lưng, mắt nhìn dồn, thu cằm. Cuộn gù lưng lên cao và rút sâu, dồn. Hít vào, siết bụng, võng lưng, đẩy ngực vươn cằm lên. Thở ra, cuộn tròn lưng lên cao, mắt nhìn dồn, thu cằm. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào. Chậm chậm thở ra. Một vòng nữa, hít sâu, siết bụng, võng lưng, đẩy ngực, vươn cằm lên. Và chúng ta giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hết ra, rút sâu, dồn lại. Giữ ở đây. 5, cuộn gù lưng lên cao. 4, 3, 2, và 1, hít sâu, đưa người về giữa, tư thế cái bàn. Giờ từ đây, mình xốc vai lên, lao người về phía trước. Xốc cái vai lên cho em Uyên nha. Xếp cơ bụng lại, thở ra. Hạ hông xuống gót chân của mình, tư thế em bé. Thực hiện 5 lần, hít 2, nâng người lên. Lao người về phía trước, gồng cơ bụng lại. Thở ra, về tư thế em bé, sẵn lưng. Hít, ba, nâng lên. Thở ra, em bé, giãn lưng. Hít, bốn. Thở ra. Lần cuối, hít, năm. Thở ra. Hít sâu, nâng người về tư thế cái bàn. Sau từ đây chúng ta sẽ về tư thế vặn xoắn nhé. Hít vào này, xốc cái vai của mình lên. Nâng tay trái hướng lên trần. Mắt nhìn theo tay, duỗi cái lưng. Thở ra, luồn tay trái qua bên phải. Hạ vai và đầu xuống. Hạ ở tư thế bạn cảm thấy thoải mái và cảm thấy sự vặn xoắn ở vùng eo của mình. Tư thế này rất tốt cho những ai mà đang bị đau cổ vai gáy này, cũng như là chúng ta sẽ tác động vào cơ quan nội tạng bằng tư thế vặn xoắn. Hít, hai, nâng lên. Mắt nhìn thẳng lên trần và xốc cái vai của bạn lên. Thở ra, luồn tay trái qua phải, hạ vai và đầu xuống. Lần cuối, hít, ba, nâng lên. Thở ra, luồn tay trái qua phải,
hạ vai và đầu xuống. Chúng ta giữ ở đây, làm tốt bạn vươn tay phải lên trần, mắt nhìn theo tay. Tốt nữa, mình đổ tay phải sang bên trái, vặn mình, mở cái vai căng ra. Hít thở đều, 5, 4, 3, 2, pha 1, hít sâu, chống tay phải xuống. Bình tĩnh, nâng người lên, tư thế cái bàn. Rồi, về tư thế cái bàn chuẩn nào, và mình đổi bên nhé. Hít vào, xốc cái vai lên, siết cơ bụng, nâng tay phải hướng trần, mắt nhìn theo tay. Thở ra, luồn tay phải qua bên trái, hạ vai và đầu xuống. Hít, hai, nâng lên. Thở ra, luồn tay phải qua trái. Bạn có thể nhắm mắt lại, thả lỏng trán. Lần cuối, hít, ba, nâng lên. Thở ra, luồn tay phải qua trái. Hạ vai và đầu xuống. Rồi, mình giữ ở đây. Cảm nhận sự căng giãn ở vùng đai cũng như là rất là thoải mái cho cơ cổ. Tiếp tục tốt, nâng tay trái lên trần, mắt nhìn theo tay. Tốt nữa, đổ tay trái qua bên phải. Mở vai và đẩy ngực siết bụng. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, chống tay trái xuống, nâng người lên. Tư thế cái bàn. Từ đây, mình sẽ bước cái chân bên trái này sang bên trái, sao cho bàn chân trái và gối phải trên cùng một đường thẳng. Rồi, hít sâu, bình tĩnh, nâng người lên. Hai tay vươn lên cao, áp sát tai, thả lỏng vai xuống. Thở ra, đưa tay trái xuống, chụt dài tay trái xuống chân. Tay phải áp sát tai, nghiêng mình sang trái. Xoay vai, đẩy ngực lên. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn lên. Thở ra, đổi bên. Tay phải chống xuống thảm. Bình tĩnh, nâng chân trái lên. Tay trái áp sát tai. Siết cơ bụng lại. Nếu bạn cảm thấy mỏi cổ thì mình có thể nhìn thẳng về phía trước nhé. Xốc cái vai của mình lên. Siết chặt toàn bộ cơ bụng. Hít vào, hạ chân xuống, nâng người lên. Hai tay vừa lên. Thở ra, nghiêng mình qua bên trái. Chúng ta nghiêng ở mức độ vừa phải, phù hợp với khả năng của mình. Cảm nhận căng giãn ở luồn trái. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn lên. Thở ra, đổi bên. Hạ thật chậm xuống, nhấc cái chân trái lên thật nhẹ nhàng. Tay trái áp sát tai và giữ. Siết cơ bụng của mình lại, giữ cố định toàn bộ cơ thể. Một lần nữa, hít vào, hạ chân trái xuống, siết bụng này, nâng người lên, hai tay vươn lên. Thở ra, nghiêng mình sang bên trái. Giữ ở đây cho Huyền nào. Hãy thả lỏng vai của bạn, thả lỏng trán. 5, 4, cố lên nào, kéo căng tay phải, 3, 2, 1, hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn lên. Thở ra, đổi bên. Chống tay phải xuống, nâng chân trái lên. Tay trái áp sát tai và giữ lại. Trong cái tư thế này các bạn hay bị hạ chân xuống, nhấc lên. 5, 4, 3, 2, 1. Sau từ đây mình đưa tay trái nắm vào cái gối trái của mình này. Cái gối trái thì hướng lên trần, gập cổ chân lại.
giữ thăng bằng. Nếu các bạn muốn nâng lên cao hơn và dễ mở hông hơn thì hãy chống bằng các đầu ngón tay nhé. Rất là mỏi đùi đó, mỏi đùi bên phải. Nếu các bạn cảm thấy đau gối thì hãy để một cái khăn ở bên dưới. 5 4 Sốc vai lên nào. 3 2 Pha 1 Rất tốt. Mình hạ chân trái xuống. Rồi mình đổi bên nào. Chân phải đưa sang bên phải. Sao cho bàn chân phải và gối trái trên cùng một đường thẳng. Hít vào, siết bụng, nâng người lên. Hai tay vừa lên cao, áp sát tai. Thở ra, nghiêng mình sang bên phải. Trượt dần tay phải xuống. Tay trái của mình áp sát tai, xoay cái vai, đẩy cái ngực lên. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vừa lên. Thở ra, đổi bên. Mình đưa tay trái xuống thảm. Nâng chân phải lên, tay phải áp sát tai. Siết chặt cơ bụng và giữ. Lần số 2, hít vào. Nâng người lên, hai tay vừa lên. Thở ra, nghiêng mình sang bên phải. Trượt dần, cảm nhận một lườn trái được kéo giãn, kéo căng tay trái ra. Giờ đây cảm nhận cơ lườn của mình đang được tác động mạnh mẽ. Hít vào, nâng người lên, hai tay vừa lên. Thở ra, đổi bên. Nhấc cái chân bên phải lên. Tay phải áp sát tai, siết toàn bộ cơ bụng. Gồng chắc cái chân của mình nha. Nâng chân của mình lên một chút cho uyên nào. Một vòng nữa, hít vào. Hạ chân phải xuống, nâng người lên. Hai tay vừa lên. Thở ra, nghiêng mình sang bên phải. Nhịp cuối rồi. Giờ đây nào, kéo giãn lưng trái. 5 nhịp thở đều ở đây. Cố gắng lên nào bạn, chật dài nữa. 5 Hít sâu. Thở chậm. 4 3 2 Và 1 Hít vào, nâng người lên. Hai tay vừa lên. Thở ra, đổi bên. Tay trái xuống, nâng chân phải lên. Rồi tay phải của mình áp sát tai. Giờ đây 5 nhịp thở đều. Hãy cố gắng xốc cái vai của mình lên. 5 4 Rất tốt. 3 2 1 Rồi từ đây tay phải nắm vào gối bên phải. Và gối phải của mình hướng lên trần này. Xốc cái vai bên trái lên. Hoặc bạn có thể chống bằng các đầu ngón tay trái. Mở gối. Giữ. 5 Mỏi đùi lắm không đúng bạn? Mỏi đùi trái. 4 3 2 Và 1 Rồi chúng ta đưa hai chân xuống. Mông ngồi lên gót chân. Và chúng ta tiếp tục vung hai tay thả lỏng. Vỗ vỗ cho hai đùi của mình thả lỏng nào. Rồi từ đây chúng ta đứng lên nhá. Chúng ta đứng về đầu thảm giúp Uyên nào. Hai chân của mình mở rộng bằng hông, hai tay xuôi theo thân. Siết cơ đùi, cơ mông của bạn lại giữ thẳng lưng. Hít vào, hai tay vừa lên cao áp sát tai. Lòng bàn tay áp chạm vào nhau, đan tay. Thở, siết bụng, đẩy hông, đẩy ngực ngả sau, mắt nhìn lên trần. Thả lỏng vai xuống, thả lỏng trán. Hít vào, nâng thẳng người lên. Thở, hai tay ôm cổ chân, cúi gập người xuống. Thả lỏng đỉnh đầu, thả lỏng hai vai. Hít sâu, trùng gối, hai tay chống xuống thảm. Bước lùi hai chân về sau, tấm ván. Lao người về phía trước, cẳng tay vuông góc, đạp căng gót chân sau. Thở, hạ gối, ngực
cầm chạm thảm. His soul lướt sẵn. Xoay vai mở ngực. Nâng lên mắt nhìn thẳng. Thở ra, nâng gối, nâng hông trở úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi dài lưng. Thả lỏng hai vai của bạn, thả lỏng cổ. Hít sâu, kiễng chân, cuộn lưng, lao người về phía trước. Bước chân trái lên cạnh tay trái. Nhón các đầu ngón tay, duỗi thẳng lưng, đạp căng gót chân sau. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn áp sát tai. Mắt nhìn hướng thẳng về phía trước, xoay cái gối của bạn đi theo chiều của mũi chân. Thở, siết bụng, đẩy ngực, ngả sau, mắt nhìn lên trần. Hít vào, hai tay chống xuống thảm. Bước lùi chân trái về sau, tấm ván. Thở ra, hạ gối, ngực cầm chạm thảm. Hít sâu, lướt rắn. Xoay mở vai, đẩy ngực lên. Thở, nâng gối, nâng hông chở úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi dài lưng. Thả lỏng cổ xuống, thả lỏng vai. Dồn lực về gót chân. Hít vào, kiễng cao chân, cuộn lưng, lao người về phía trước. Bước chân phải lên, cạnh tay phải. Đạp căng gót chân sau, thẳng lưng. Hít sâu, hai tay vươn lên cao, áp sát tai. Tiếp tục đạp gót chân về sau cho Uyên nha. Gồng chắc cái cơ đùi, cảm thấy cơ đùi đằng sau nó phải cứng này. Thở, siết bụng, đẩy ngực ngả sau, mắt nhìn lên trần. Hít vào, hai tay chống xuống thảm. Bước lùi chân phải về sau, tấm ván. Thở, hạ gối, ngực cầm chạm thảm. Hít sâu, lướt rắn. Thở, nâng gối, nâng hông chở úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi dài lưng. Hít vào, kiễng chân, trùng gối, mắt nhìn hai tay, bước hoặc nhảy hai chân lên cạnh bàn tay của mình. Chúng ta có thể bước nhé. Hai tay ôm cổ chân và thở cúi gập người xuống. Thả lỏng đỉnh đầu, thả lỏng hai vai. Hít vào, cuộn đốt sống. Bình tĩnh, nâng người lên. Hai tay vươn áp sát tai. Thở ra, hai tay chắp trước ngực. Một vòng nữa, hít sâu, hai tay vừa lên cao, áp sát tai. Lòng bàn tay áp chạm vào nhau. Thở, siết bụng, đầy hông, đầy ngực, ngả sau. Thả lỏng vai xuống, thả lỏng trán nào. Hít vào, nâng người lên. Thở ra, hai tay ôm cổ chân, cúi gập người xuống. Hít vào, trùng gối, hai tay chống xuống thảm, bước lùi hai chân về sau tấm ván. Bước dài. Xốc cái vai của mình lên, đạp căng gót chân sau. Thở, hạ gối, ngực cầm chạm thảm. Hít sâu, lướt rắn. Xoay mở vai, đẩy ngực lên. Thở ra, nâng gối, nâng hông chở úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi dài lưng. Hít sâu, kiễng chân, cuộn lưng, lao người về phía trước. Bước chân trái lên cạnh tay trái. Nhón các đầu ngón tay, đạp căng gót chân sau. Tiếp tục, hít vào, nâng người lên, hai tay vươn lên, áp sát tai. Giữ cho hai vai thật thoải mái. Đẩy cái lồng ngực của mình lên nào. Thở, siết bụng, đẩy ngực, ngả sau, mắt nhìn lên trần. Hít vào, hai tay chống xuống thảm.
bước lùi chân trái về sau tấm ván. Thở hạ gối, ngực cằm chạm thảm. Hít sâu, lướt rắn. Xoay mở vai, đẩy ngực lên. Thở, nâng gối, nâng hông, chó úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi dài lưng. Dồn lực về gót chân của mình. Hít sâu, kiễng chân, cuộn lưng, lao người về phía trước. Bước chân phải lên cạnh tay phải. Nhón các đầu ngón tay, chuẩn bị trường tấn thấp. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn lên cao, áp sát tai, trường tấn cao. Thở, xếp bụng, đẩy ngực, ngả sau. Hít vào, hai tay chống xuống thảm. Bước lùi chân phải về sau, tấm ván. Xốc cái vai. Thở, hạ gối, ngực cằm chạm thảm. Hít sâu, lướt rắn. Chúng ta thực sẽ thực hiện 5 lần tư thế con rắn nhé. Thở ra, hạ xuống. Hít hai, xoay vai, đẩy ngực lên rắn. Các bạn có thể tăng mức độ sức mạnh bằng cách là hạ thấp người xuống, hạ thấp người xuống. Chỉ tách cái rốn khỏi thảm một chút thôi. Thở xuống. Đúng rồi. Hít ba, lên. Siết chặt cơ bụng nào, rất là nặng đấy. Thở xuống. Hít 4, lên. Thở xuống. Lần cuối, hít 5, nâng lên. Xếp cơ bụng lại, giữ nào. 5, cố gắng lên bạn, nặng quá. 4, 3, 2, 1. Rồi cúi đầu xuống, đưa cái hông về sau luôn. Tư thế em bé giãn lưng, thả lỏng tay vai của mình, hít thở đều. Rồi, từ đây chúng ta nằm ngửa ra thảm nào. Mình nằm ngửa ra thảm nhá. Chúng ta tập tiếp thêm một bài tập bụng nữa nào. Hai chân của bạn xuôi dọc thảm và tách rộng ra ngoài mép thảm. Hai tay xuôi, hai tay chúng ta vượt qua đỉnh đầu này. Cũng mở rộng luôn tư thế con sao biển. Hít vào, gồng cơ bụng, dán thắt lưng xuống thảm, nâng chân trái lên trần. Rồi tay phải của mình nâng lên, chạm vào ngón chân trái. Thở ra xuống. Hít hai, lên. Xích cơ bụng, thở xuống. Hít ba, thở ra. Hít 4, thở ra. Hít 5, thở ra. Hít 6, thở ra. Hít 7, thở ra. Cố gắng lên bạn, siết cơ bụng lại nào. Hít 8, thở ra. Hít 9, thở ra. Hít 10, thở ra. Hai nhịp nữa nào. Hít 1, nâng, giữ. Cố gắng siết cơ bụng lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thở xuống. Lần cuối nào. Hít 2, nâng lên. Các bạn thả lỏng cổ xuống. Thả lỏng vai nào. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi xuống. Rất tốt. Rồi chúng ta đưa hai chân về phía tư thế cây cầu đấy, hai chân gần mông của mình, hai tay xuôi theo thân, bám lòng bàn tay xuống thảm. Hít sâu, siết bụng, siết đùi, nâng hông lên. Rồi hai tay vươn qua đầu, thở xuống. Hít hai, lên. Thở xuống. Hít ba, lên. Thở xuống. Hít 4, nâng lên. Thở xuống. Các bạn lên bằng cơ nhé, không lên đà. Hít 5, lên. Thở xuống. Hít 6, nâng lên.
thở xuống hai nhịp nữa thôi. Hít 7 lên, thở xuống. Lần cuối hít 8 lên. Và từ đây nếu được này, bạn đưa hai tay về dọc thân. Rồi chúng ta đưa hai lòng bàn tay áp chạm vào nhau, lách lách cái vai của mình lên, siết cơ bụng lại. Và từ đây nhấn cái bàn tay của mình xuống. Các bạn đẩy cái hông lên cao hết cỡ và cảm nhận thấy cái bắp đùi này, cái mông này, cái má đùi trong của mình rất là căng. Các bạn cảm nhận vào cơ mông nhá, mông đùi rất là căng đấy. 5, siết cơ bụng đẩy cao. 4, siết cơ bụng lại. 3, 2, 1, rồi hạ xuống. Rất tốt, hai tay của mình ôm gối, kéo chân về phía cơ thể của mình nào. Thả lỏng lưng của mình, hít thở đều. Kéo giãn cái lưng dưới của mình ra. Rồi từ đây chúng ta giữ nguyên chân phải này, duỗi chân trái ra. Kéo chân phải về phía cơ thể của mình, hít thở đều. Từ từ đổ chân phải sang bên trái, mắt nhìn phải, vận mình. Sửa đây và hít thở đều, thả lỏng hoàn toàn cơ thể của bạn. Mình đổi bên nào. Duỗi chân phải về vị trí dưới thảm, co chân trái lại, hai tay ôm lấy gối kéo về phía cơ thể, thả lỏng vai xuống, hít thở thật chậm. Đổ chân bên trái qua bên phải, tay trái duỗi sang ngang, mắt nhìn sang bên trái, vặn mình. Nếu các bạn cảm thấy có một cái bộ phận nào đó trong cơ thể của mình mà cảm thấy bó bó đấy, thì các bạn hãy điều chỉnh lại nhá. Hãy di chuyển nó đến một cái vị trí thoải mái hơn. Rồi từ từ mình đưa cơ thể về tư thế thư giãn. Hay đưa cơ thể này lắc lắc này sang hai bên, hông lắc lắc sang hai bên và lên xuống. Tìm ra một vị trí mà mình cảm thấy thư giãn nhất. Từ từ đưa ý thức trở về cơ thể, rung lắc nhẹ các đầu ngón tay, ngón chân, nghiêng đầu sang hai bên. Hít sâu, khép hai chân lại, hai tay đan vươn qua đầu đẩy căng, kéo giãn toàn bộ cơ thể của bạn, thở ra thả lỏng. Lần hai hít vào đẩy căng, thở ra thả.
thả lỏng. Rồi chúng ta lật mình sang hai bên. Chống tay lên tai, tư thế Phật nằm. Thả lỏng vai. Thả lỏng toàn bộ cơ thể và hít thở đều. Rồi, co gối, chống tay và nâng người lên. Chúng ta ngồi về giữa thảm. Hai tay của mình đan chéo và xoa bóp từ vai cho đến cổ tay. Xoa hai gối. Khung tay và vỗ lưng. Vỗ đùi ạ. Thật là tuyệt vời, vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn cảm thấy thế nào? Hôm nay thì các bạn tập được hết những cái tư thế thăng bằng của Hoàng Nguyên không? Và bài tập này thì có vừa sức với bạn không? Thì bạn hãy comment cho Nguyên biết nhé, để Hoàng Nguyên có thể xây dựng những bài tập phù hợp nhất với bạn. Và nếu cảm thấy video này ý nghĩa, hãy giúp Hoàng Nguyên chia sẻ đến mọi người xung quanh để chúng ta cùng nhau luyện tập bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn vào những bài tập tiếp theo. Namaste.